Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm món khoai tây xào tỏi nhé. Đây là món khoai tây xào tỏi. Thì các bạn cần chuẩn bị cho mình hai củ khoai tây này, một củ tỏi, các bạn bóc cho mình một ít hành lá nhé. Và các gia vị khác thì mình sẽ hướng dẫn sau. Trước tiên khoai tây các bạn gọt vỏ và mình bỏ cái phần mắt này đi nhé. Các bạn cho sâu một chút nhé. Và mình ngâm trong nước này thì khoai tây nó sẽ bớt thâm nhé. Các bạn bỏ hết phần mắt sâu đi cho mình nhé. Sau đó mình sẽ thái phần mắt này, ăn không tốt nên các bạn bỏ sâu sâu một chút. Các bạn băm tỏi vào cho mình nhé, mình băm tỏi nhỏ thôi. Và các bạn đập đập ra là được. Hành lá các bạn thái ra cho mình. Xào để mình thái hành lá nhỏ một chút. Khoai tây các bạn thái ra cho mình nhé. Các bạn ngâm luôn trong nước thế này để nó hết cái nhựa của khoai đi. Đây, sau đó thì mình sẽ vớt ra nhé để mình đem đi nấu các bạn ạ. Các bạn cho chảo lên bếp mình cho dầu ăn vào nhé. Sau đó thì mình sẽ cho phần tỏi băm. Mình phi thơm cái tỏi băm này lên nhé. Rất thơm các bạn ạ. Thì có phải băm như thế này. Thì khoai tây xào á, nó rất thấm nước, các bạn cho mình nước vào nhé. Mình đun với lửa to lên để cho nước nó sôi và khoai nó chín ra. Các bạn cho mình khoảng nâng bát con nước nhé. Các bạn cho mình gia vị vào luôn nhé. Bột canh. Các bạn cho mình khoảng 1/2 thìa. Các bạn có thể cho hạt lêm nữa nhé. Nhiều người không thích ăn hạt lêm thì các bạn cho bột canh hoặc muối thay hạt bằng hạt lêm. Vì khoai nó bở nên là nó hút rất nhiều nước nên mình cho nước vào cho nó chín. Bạn đậy vung lại cho mình thì khoai nó sẽ nhanh rừ hơn. Đây các bạn nấu khoai cho mình nhé. Và cho đến khi nào khoai nó rừ như này. Đấy, các bạn thấy chưa? Thì
khi mình cho nước vào thì là các bạn cứ đậy vung lại cho mình đến lúc khoai nó rửa, các bạn có thể dùng đũa mình đâm như thế này mới được. Và bây giờ mình sẽ kiểm tra xem khoai của mình nó đã vừa gia vị chưa nhé. Các bạn cho mình một chút mắm nhé, cho nó thơm của mình mắm. Mình lếm như thế này là vừa rồi các bạn ạ. Các bạn muốn ăn có nước ấy thì mình cho nước như thế này, hoặc là các bạn muốn ăn cạn ấy thì mình xào thêm một chút nữa nhé, cho nó cạn nước đi. Lúc nào tắt bếp thì các bạn hãy cho mình một thìa bột ngọt vào nhé. Cho thêm một tẹo nữa thôi cho nó cạn đi, cho nó sền sệt một chút. Đây, khi khoai mà mình nấu nó như thế này là được rồi các bạn ạ. Các bạn sẽ cho mình phần hành lá vào nhé. Tắt bếp đi, bạn chuyển đều đi. Đây các bạn cho mình một thìa bột ngọt này vào nhé. Đó, các bạn đặt đều lên cho mình và mình cho ra đĩa là có thể thưởng thức món này không? Các bạn chuẩn bị cho mình một cái đĩa này để mình cho khoai ra nhé. Với hai củ khoai này các bạn đã có được một đây các bạn, đây là thành phẩm của mình sau khi làm xong nhé. Nếu các bạn mà muốn ăn cay thì các bạn có thể cho ớt hoặc cho tiêu nhé. Với nguyên liệu của mình hai củ khoai độ 500g khoai các bạn ạ, và một thìa bột canh, một thìa mắm, một thìa bột ngọt là các bạn đã có được đĩa khoai này rồi, với một củ tỏi, một ít hành lá nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé.